bản nào cho tuyển Việt Nam khi tái đấu Indonesia tại Mỹ Đình. Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, vừa rồi là một số nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Và sau đây là nội dung chương trình chi tiết. Để Indonesia vượt lên sau lượt đi, tuyển Việt Nam buộc phải thắng đối thủ này ở lượt về nếu muốn đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026. Đêm 21/3, đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-1 trước chủ nhà Indonesia trên sân Bung Karno. Thất bại khiến thầy trò huấn luyện viên Chausier bị chính đối thủ này vượt lên trong cuộc đua ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026. Lúc này, Iraq duy trì ngôi nhất bảng nhờ 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Với những gì đã thể hiện ở lượt đi, đại diện Trung Đông được quy hoạch cho một vé đi tiếp. Đội chót bảng Philippines, 1 điểm trên 3 trận, gần như không đủ lực cạnh tranh. Tấm vé còn lại của bảng đấu là cuộc đua giữa Việt Nam, 3 điểm và Indonesia, 4 điểm. Kết quả trận lượt về sẽ gần như định đoạt số phận của hai đội. Indonesia sẽ hướng tới 1 điểm trong chuyến hành quân tới Mỹ Đình ngày 26 tháng 3 tới. Thậm chí, với dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu vào form, lại được tăng cường thêm hai ngôi sao gốc Hà Lan là Tom Hay, Ragnar Oratmenwan và sự trở lại của đội trưởng Asnawi Mangkolam. Huấn luyện viên Sinteyong có cơ sở để nghĩ về một kết quả tốt hơn thế. Xét tình thế bảng đấu lúc này, tuyển Việt Nam gần như chắc chắn phải thắng Indonesia tại Mỹ Đình để chiếm lại ưu thế. Nếu hòa, thầy trò huấn luyện viên Chausier sẽ tự làm khó mình khi buộc phải có điểm trước đội đầu bảng Iraq và chờ Indonesia sải chân để nuôi hy vọng. Trường hợp tiếp tục thất bại, đồng nghĩa để cho Indonesia nới rộng khoảng cách lên 4 điểm. Cứ đi tiếp của Việt Nam gần như đóng sập dù còn 2 lượt trận với Iraq và Philippines vào tháng 6 tới.